Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đào nha. Đây là hôm nay cho anh em coi một cái to dạng cặp đây. Này lắp Xiaomi được, lắp Samsung được. Cặp mới vừa về hôm nay. Độ ác chiến anh em. Hy vọng là anh em ủng hộ kênh nha. Nhớ like, share cho mà anh em biết. Hàng thì giá rất là chuẩn anh em. Hàng dưới địa giá rất là chuẩn. Đưa cho anh Hoàng. Đợi anh em. Thằng này thì khỏi phải chê được rồi. Cái này là mấy cái này chỉ mua về là lụm tiền thôi nè. Đắt thử rơ. Đắt thử rơ. Mua về về là chỉ xài thôi anh em. Cái đời này 3 nhông nha. Đời cao hơn nó mới xài được 4 nhông nha anh em. Đó. Để rửa mới thấy đường nào được. Nhưng coi không mỉa. Đổ vệ sinh cái này được. Đây nha anh em, răng này. Không nghĩ mà được, đổ dầu vô, rửa vệ sinh, bắn cái bên kia luôn. Về hai cái nha anh em, hai trụ hôm nay mình sẽ bắn luôn hai cái. Chỗ mình quay phim mà mấy anh cha nó cứ nó quay cái đít qua không à, xin lỗi anh em. Tưới nó từ trên dưới luôn. Đây chạy trong quá trình nó chạy cái ấy ra nè, kêu á dính. Cái này không mỉa mà màu nó còn như vậy thì chút nữa rửa. Cái này nó sơn màu lính nha. Nó sơn màu xe tăng nha. Sơn đúng màu xe tăng nha anh em. Trong giữa coi nè. Được chưa? Mấy nó giật giật, nó nghe nó giật giật, rửa hết đây nè. Cái kia cũng mở xong rồi, mình sẽ quay cho anh em xem. Anh gỡ cái điều tiền qua rồi. Chuyển chưa? Rồi rồi ok. Quay cái nào.
không chưa thấy à, dọn ok rồi con nó quăng lên đi để ra ngoài chút tôi xem. Mở ra một cái thấy keo không nè. Nó chạy trong quá trình nóng thay á. Nóng quá à. Keo. Tôi là có tiền là tôi dứt cả cặp. Tại vì nếu mà cái đồ nó hư á là cái bên kia nó cũng sớm yếu à. Dạ, em mà có tiền là em chơi cá cặp tại vì á xe qua xe lại là nó em bán liền à, tại vì đồ nó đẹp á. Là xe qua xe lại bán nhà lóc. Dạ chủ xe hư rồi đâu tôi sửa. Nó đã 3 4 chiếc từ 8 rồi mà nó mua 1 tỷ. Đây anh Tám, vỡ lên. 4 chiếc từ 8. 4 chiếc 218. Ồ. Đây anh em. Vỡ lên nào, coi từng cái nào. Cái răng này rất ít cái răng cốt á à, riêng nha anh em rồi coi có mấy cái không lắc còn đều tám rồi con lắc à ok cái này là hai ái nè anh em ok cái này là bốn nhông nè anh em giữa đút cái giữa ta cầm lên nó giữa hơn con rồi xây loại này cái loại bốn nhông nè anh em hàng là riêng tay hết rồi xây có mỉa hay không thôi vệ sinh xong cái đời thôi nhớt đi hàng bốn nhông nè anh em. Cái dòng này là chuyên gia bị tuôn. Chuyên gia bị tuôn mất răng của Tần, thấy không? Đấy, nó chuyên gia bị tuôn cái này. Nha. Rồi, tới đây. Đấy. Sữa này vô nước. Ok anh em. Đợi chút xíu rửa bên nào xem nào. Cái tầng mỏng á, cái tầng mỏng á mà nó ấy là nó có cái chốt chút xíu rồi nè. Rồi quá tầng gì đó. Ok. Đó là, rác rồi nè. Rác rồi nè. Đây. Để đấy quay lại cái đó hàng nó như vậy anh em cần nha cảm ơn anh em nhớ theo dõi kênh nha kênh YouTube Phụ Tùng Xe Đào Máy Công Trình anh em nhớ like ủng hộ nha like ủng hộ dưới đăng ký kênh để có động lực up thêm nhiều mặt hàng đẹp chất lượng mới thank you anh em chúc anh em một ngày mới mua bán đất nha anh em cần Phụ Tùng gì thì alo cho Vinh 0907 255 116 0907 255 116 nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em một ngày mới vui.